Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tuyên dương gương người con hiếu thảo năm 2023. Đến dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. 47 gương điển hình người con hiếu thảo được vinh danh là những bông hoa tiêu biểu lay động lòng người. Đó là những người con ngày ngày gồng gánh công việc, thức khuya dậy sớm để chăm lo cha mẹ bệnh tật. Đó là những người cháu sẵn sàng gác lại niềm vui cá nhân để bầu bạn chăm sóc ông bà già yếu. Họ luôn khắc phục khó khăn, biết sắp xếp thời gian, vừa dành cho gia đình, vừa tham gia tích cực các hoạt động phong trào tại địa phương. Qua 28 năm phát động, phong trào người con hiếu thảo đã tạo nên nét đẹp truyền thống, văn hóa, mang đậm tính nhân văn, góp phần rất lớn trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Không những làm cho mọi người có chất lượng đời sống ngày càng được nâng cao mà còn được sống hạnh phúc trong sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng. Đây cũng là cơ sở nền tảng quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt là góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.